À, Trân mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trân miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục là mình chia sẻ về một cái bàn chế một cái bàn máy cắt clip gạch cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm mình nãy giờ thì mình cũng có hàng một cái chân. Đây một cái dàn chân nha. Thì mình sẽ gấp cái dàn chân và một cái dòng bi bi trượt nè cả nhà, cô chú anh chị và các bạn. Đó, bi trượt này thì mình sẽ lắp ghép từ bộ phận vô để gắn được cái máy cắt cầm tay nha, nha cô chú anh chị và các bạn. Thì để mình review một cái này trước nha. Thì cái clip vừa rồi đó, thì mình không có nói về cái bi trượt này đó, thì mình ở đây bi trượt lên mình dùng là đây là một cái V này là V25 kẽm nha, để mình lấy nét lại nghe. Thì cái này là V25 kẽm đó, mình sẽ cắt 4 khúc, mỗi một khúc là một tấc 7 nha. Đó, mỗi khúc là tấc 7. Mình phan là mỗi một thanh như vậy là 4 cái lỗ. Là lỗ này là mình dùng là mũi phan 8 ly nha cô chú anh chị các bạn. Thì 8 ly. Thì cái bên ngắn này thì nó là 8 ly. Cái này là 8 ly. 8 ly dài là 4 phân nha cô chú. Còn cái mép bên đây là 8 ly dài 6 phân. Thì mỗi một bên mình gắn hai cái bạc đạn, thì mỗi một bạc đạn là 608 nha cô chú chị các bạn. Thì 608 nó sẽ vừa con ốc 8 ly của mình. Đây mình đã lắp đặt đã chỉnh rồi. Thì bây giờ mình sẽ gắp cái bộ phận này vô dưới máy rồi cho cô chú anh chị xem. Chế cái bát gắn cái máy cắt cầm tay vô nha cô chú. Thì cái máy này nó sẽ cái bát này nó sẽ gắn vô như vậy. Đó. Đây là mình dùng con tán dài 2 phân thôi nha. Này là dài 2 phân thì mình sẽ lắp vô được. Thì cái này mình chỉ gắp vô và cho cô chú chị anh chị xem từng giai đoạn, rồi khi mà đã hoàn thiện thì mình sẽ review lại một lần nữa, rồi sẽ test máy cho cô chú xem tiếp phần tiếp theo nha. Đây là cái máy cắt gạch cầm tay nha cô chú. Thì mình sẽ gắn vào đây. Thì cái độ nghiêng mình sẽ cũng sẽ canh rồi luôn nha cô chú. Thì cái máy này để mình chuyên về mình cắt miếng liếp nha, nên mình không có cắt ngang rồi. Còn nếu mình cắt ngang á thì mình sẽ chế cái bát này lại. Khi mình cắt ngang mình sẽ gỡ cái bát này ra, thay thế cái mô từ cái máy cắt này vô và quay ngang lại.
tắt chắc chắn nha mọi người, để tưới đi đây. Thì mình đã canh 45 độ nha cô chú. Rồi mình sẽ đặt cái thước 45 độ vô cho cô chú như sau. Đây là một cái thước vuông góc vuông. Cô chú thấy không? Thì cái độ nghiêng của nó 45 độ nè. Đó. 45 độ luôn. Rồi. Thì ở đây mình cũng có chuẩn bị một cái lỗ để mình đây cái này để mình có một cái tay cầm á cô chú, tay cầm của cái máy cắt này khi mình mua đó, là nó sẽ có cái tay cầm này thì mình sẽ chế mình gắn qua đây đó. Cái này để mình nắm mình cắt nha. Rồi thì video của mình chia sẻ hôm nay là chế một cái chân và một cái chỗ để lắp cái máy cắt lên trên vi trượt. Đây thì mình quay sơ lược cho cô chú xem. Lắp máy trên vi trượt nha. Thì cái muốn lắp cái máy này lên thì mình ở đây mình dùng một cái mình không có la, không có sắt dày á, nên mình sử dụng bằng Q4 nha cô chú. Miếng bát này á, miếng bát này thì này là Q3. Ở đây mình có hàng gia cố vô đây cho máy nó chạy được, cái đừng có rung quá. Còn cái bề mà nó vô ga này thì mình ở đây mình lắp kê rồi thì nó không vô ga được, hoặc là mình sẽ chế ở đây một cái cổ dê đây á để mình cố định cái máy này lại nha cô chú. Ở đây mình cũng có miếng bát đây nè, rồi mình phan cái lỗ đây, mình sẽ làm cái cổ dê bắt ở đây nha. Rồi mình hẹn lại cô chú anh chị và các bạn cái clip tiếp theo nha. Rồi mình xin tạm ngừng nha.